Vâng, chúng ta hãy cùng xem các đội đã chơi cái trò chơi. Đang quay. Ok, mới quay lại. Đây là kết quả của đội giành chiến thắng trong vòng thi này. Vâng, như kết quả chúng ta thấy ngày hôm nay, đội số 2 đã là đội chiến thắng trong trò chơi ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy theo dõi chi tiết các đội làm như thế nào, bao gồm những vật dụng gì, những trang sức gì, tất cả những gì mà chúng ta có. Vâng, chúng ta hãy theo chân trưởng ban tổ chức ngày hôm nay, anh Xuân Mừng. Vâng. Đây chính là phần chơi của đội thứ nhất. Đây là đội thứ hai và đây là đội thứ ba. Hãy cùng đi theo tôi xem họ đã bày ra những gì để giành được phần chiến thắng được cho mình. Vâng, bao... như anh chị nhìn thấy đây ạ. Đây chính là giày, dây giày và tất. Và đây là găng tay ạ. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là dây lưng. Vâng. Tiếp đến chúng ta đã nhìn thấy những chiếc quần và những trang thiết bị bắt đầu nguy hiểm hơn. Quần ạ. Ôi đội nào ấy quần miếng lót giày, vâng, đây là miếng lót giày của đội số 2. Và một đôi tất rất là đậm màu đấy. Một đôi tất màu trắng hôm nay đã biến màu rất là ghê ghê. Theo tôi nghĩ thì đôi tất này sử dụng là chắc cũng 8 ngày rồi. Vâng, có kiện tụng kìa. Vâng, và chúng ta vẫn nhìn thấy các vật dụng quen thuộc như giày, găng tay, tất. Và chúng ta bắt đầu bắt gặp chiếc mũ. Những đôi kính rất xinh đẹp đấy ạ. Vâng, một sự hy sinh rất lớn. Và đây tôi không biết là áo ngoài hay áo trong của ai, nhưng mà trông rất nguy hiểm, cũng đã được lôi ra. Vâng, vâng. Và chúng ta bắt gặp đến cả một chiếc điện thoại Samsung Note 3 đúng không ạ? Bị tháo rời cả pin để lấy pin ra kia. Hai bên chúng ta báo cáo là sau khi bỏ cái lót ra tôi hỏng đôi giày 8 am. Những vật dụng quan trọng hơn, ví dụ như là dây chuyền cũng đã được lôi ra. Ngay cả thẻ liên khạc cũng đã được lôi ra. Vâng. Tiếp đến là thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên. Tất cả dây chuyền kia. Vâng. Và chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy ngay cả những cái tờ giấy không biết gì đây. Vâng. Đây chính là danh sách tôi là kiện đấy được. Ra đây công kiện đấy được. Vâng. Xa lắm. Sợi dây chuyền vàng ạ, vâng. Vâng, vâng. Tiếp đến là các cái thẻ liên tiếp được nối vào nhau. Tiếp đến là các chùm chìa khóa. Tiếp đến là cả quả pin của chiếc điện thoại lúc nãy đấy. Cũng tháo ra. Cũng được tháo ra. Nó học từ đầu ấy ạ. Nó phải giờ từ đầu ấy ạ. Vâng, bắt đầu đến những chiếc đồng hồ. Những vật dụng rất giá trị đúng không? Và ngay cả cái hóa đơn này. Không được xé. Đã được lôi ra đến đây. Chúng ta vẫn tiếp tục bắt gặp các chiếc mũ, dây lưng và những chiếc áo đây rồi. Vâng, mình sinh động. Những chiếc áo đây rồi. Vâng, chiếc áo đây rồi. Các anh đã lôi hết cả áo của mình ra. Vâng, dép. Và đây, trời ơi. Gặp ngay thiếu ta. 100 đô. 100 đô. Tôi sẽ đếm xem bao nhiêu tờ. 100 đô. 200 đô. 300 đô. 400. 500. 600. 700. 800, 900, 1000, vâng, 1000 đô chắc đã được lôi ra của đội 2 và đội 2 xứng đáng giành được phần thi. Làm gì có đội nào nhất đầu tiên này được. Tiếp đến chúng ta hãy nhìn thấy các tờ tiền 5000, 10000, 50000 tiền Việt Nam, 500000, thậm chí cả 500000 ở đây đúng không ạ? Vâng, và đây các tờ tiền rất kỳ lạ cũng không biết đến từ đất nước nào. Cái 50 đồng này cũng không biết. Đồ này tôi cho rằng đến từ thời Napoleon còn cởi chuồng. Vâng, vẫn còn được lưu giữ đến đây. Và đội 2 xứng đáng giành được phần giải nhất cho phần thi này. Xin chúc mừng đội 2 và chúng ta cùng quay trở lại với phần thi cuối cùng. Vòng thi cuối cùng của chúng ta đó là vòng thi đá bóng. Nếu con tao là thắng cũng không phải bạo vì tiền.